sau cơn mưa của ngày hôm qua thì cây phượng đẹp nhất đã bị bật gốc các bạn. Cây phượng này là rất là đẹp, nhưng mà nở hoa là nở đỏ rực luôn. Các bạn thấy mình quay phim như vậy mà đã cái gốc đã bự như thế này rồi. Hết luôn cả nhánh cả cành. Đó. Dạ, đè sập luôn hàng rào luôn. Cây cái tàn rất là lớn các bạn. Đó, một cây mà các bạn coi là quá chừng tàn nè. Không, một nhánh nào nhánh nấy là bự bằng cái bắp đùi đó. Đó là những cái nhỏ. Nhìn tiếc à. Các bạn thấy cái tán của nó không?